Sau single Kỷ niệm xanh xao ra mắt vào tháng 3 vừa qua, giọng ca nam trầm ấm, trọng bắc tiếp tục gửi đến khán giả một album cùng tên Kỷ niệm xanh xao do TDL Media sản xuất và phát hành với rất nhiều những tình khúc hay và nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam. Album Kỷ niệm xanh xao gồm 8 ca khúc, trong đó có 4 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy và 4 ca khúc của nhạc sĩ Ngô Đăng Duy Khác. Kỷ niệm xanh xao thiên về bán cổ điển, với những ca khúc trữ tình, lãng mạn, kể về những kỷ niệm của tình yêu đã qua, sự rây rứt, trăn trở do những mối tình dang dở. Với trọng bắc, sự trưởng thành từng trải trong cuộc sống giúp anh đong đầy thêm cảm xúc cho những ca khúc mà mình thể hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Trọng Bắc thực hiện một album nhạc với hai nhạc sĩ này. Trọng Bắc chia sẻ, trong 8 bài hát của album, ca khúc Còn Gì Nữa Đâu cho anh nhiều cảm xúc nhất và thu âm nhanh nhất. Sau buổi họp báo này, ca sĩ Trọng Bắc sẽ tổ chức một mini show giới thiệu album vào tối ngày 6 tháng 5 năm 2016 tại phòng trà Wii. Hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc giàu cảm xúc cho những khán giả yêu mến giọng hát của Trọng Bắc.